một chiếc xe buýt chở bệnh nhân đã bị lật trên đường cao tốc Bắc Mexico gần biên giới với Mỹ khi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ Tamaulipas đến Nuevo León, khiến 12 người thiệt mạng, 10 người khác bị thương. Chiếc xe buýt đã được Viện An sinh Xã hội Mexico thuê để chở bệnh nhân điều trị bệnh mãn tính ở thành phố biên giới Matamoros, bang Tamaulipas, đông bắc Mexico, từ thành phố Rowville, bang Texas, Mỹ. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn lật xe buýt, các bệnh nhân và thân nhân của họ đang trong hành trình đến bệnh viện ở bang Nuevo León, lân cận Mexico để điều trị chuyên khoa. Cập nhật tình hình thương vong cho thấy, 9 người, bao gồm cả tài xế xe buýt, đã tử vong tại hiện trường vụ tai nạn xe buýt, trong khi 3 người khác qua đời tại bệnh viện sau đó. Tình trạng sức khỏe của các hành khách bị thương dao động từ ổn định đến nghiêm trọng.